Hoàng tử William học theo công nương Diana, giảm nhẹ nhiều nguyên tắc hoàng gia. Anh. Công nương Diana có ảnh hưởng rất lớn đến cách suy nghĩ của hoàng tử William. Đã không ít lần, hoàng tử William thừa nhận rằng anh học từ mẹ rất nhiều điều. Đến bây giờ có thể thấy, William đang làm theo một phương châm của mẹ, khiến cho hoàng gia anh trở nên thân thiện, dễ tiếp cận hơn trong mắt công chúng trong thời gian ở hoàng gia anh công nương diana thường thể hiện sự hiện đại bằng cách thay đổi một số nguyên tắc cũ đã có từ xa xưa. trenton phóng viên nghiên cứu lâu năm về hoàng gia anh tiết lộ công nương diana từng nói với tôi bà nghĩ hoàng gia ngày đó hơi xa cách với công chúng và bà muốn thay đổi. giờ đây william công khai nói rằng công việc của cậu ấy là làm cho hoàng gia anh trở nên cởi mở hơn trong xã hội hiện đại. có một số nguyên tắc của hoàng gia anh mà công nương diana đã từng không thực hiện. Chẳng hạn, bà bỏ qua nguyên tắc phải đeo găng tay vì bà muốn bắt tay mà không có găng tay với những người mình gặp gỡ. Trong nhiều sự kiện, Diana cũng không đổi mũ theo nguyên tắc vì bà cho rằng chiếc mũ cầu kỳ và rồng vành khiến bà có vẻ xa cách với người khác. Công nương Diana cũng không làm theo việc mà các bậc cha mẹ trong Hoàng gia Anh vốn luôn làm từ lâu, không đưa theo con nhỏ trong những chuyến công du chính thức. Diana đã bế theo hoàng tử Quy Lam lúc mới 9 tháng tuổi, khi đi công du 6 tuần ở Úc. Có thể thấy, William với sự hỗ trợ của công nương kết Catherine Vương Phi xứ Wales đã làm theo mẹ mình trong rất nhiều trường hợp. Anh thường xuyên đưa các con nhỏ theo trong các chuyến đi chính thức và nhiều lần ôm những người dân đến gặp gỡ mình thay vì giữ khoảng cách như nguyên tắc từ xưa. Vua Charles cũng rất hài lòng về những gì William đang làm. Ông nói, với Catherine bên cạnh, tôi biết William sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tới nhiều người.